Vở tuồng Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga, một thích cổ ăn sâu trong lòng nhiều người dân miền Trung, vừa được nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa công diễn. Gần như là mấy chục năm nay bác cũng nghe, nhưng mà mỗi lần mỗi vở diễn nó có một cái lạ, nó khác. Xem trong vở diễn này có những cái xúc động như thế, có những lớp lan, mình thấy là đạo diễn đã xử lý những cái bất ngờ. Vở này thì nói về dân gian, nhưng mà lớp trẻ bây giờ diễn nó có cải cách hơn, nhạc đầy đủ hơn. Nhạc mới chứ hồi xưa mà ta là chỉ chơi nhạc cổ thôi, chứ không có những cái nhạc mới, cho nên bữa nay là rất là tăng tiến, nhưng coi rất là cảm xúc. Và đó cũng chính là những đột phá tạo nên sức hút của sân khấu tuồng hiện nay. Kéo dài 150 phút, khán giả như bị cuốn vào kịch tính của vở diễn và dành những tràng pháo tay khi vở diễn kết thúc. Giới trẻ cũng như khán giả bắt đầu là có sự quan tâm trở lại. Đó là một tín hiệu rất là vui, rất là mừng. 138 trang, diễn phải 4 tối. Thế mà bây giờ cắt rồi, tỉa rồi, thêm bố cục lại làm sao để cho nó không phải là một câu chuyện, chỉ là một câu chuyện bình thường. Mà nó phải có xung đột, phải có tổ chức được hành động cho diễn viên, cho các nghệ sĩ. Làm như thế có thể nói là một tập thể hết sức là cố gắng, cật lực. Và đến bây giờ thì cũng thấy rằng là công sức bỏ ra như thế cũng xứng đáng. Với mục tiêu phục vụ cho khán giả, trong đó có cả khách du lịch, nhưng vở tuồng cần tăng độ hấp dẫn. Đưa nét tân, hòa quyện vào sân khấu truyền thống được xem là cách chuyển hướng giúp hồi sinh nghệ thuật tuồng, giúp khán giả trẻ trong nước và quốc tế tiếp cận nghệ thuật tuồng theo cách mới.